Đồ công minh phú chào mọi người nhé. Thì hôm nay là video số 88 thì giới thiệu cho mọi người đây là một cái lồng bắt quái. Đây là một bắt quái này, khổ là khổ nó mili nhá. Lồng bánh trưng này thì cho anh em xem này, lồng nó thu gọn sao như bé như này. Đấy. Kích thước của nó là 15 x 20 cm anh em nhé. Đấy, 15 x 20 cm. Đấy, thì nhà em nó có hai size. Size là 15 khung và 19 khung. Đấy, 15 khung thì nó là dài hết cỡ ra là 3,5 m, và 19 khung như cái này em đang demo đây là 19 khung là 5,5 m anh em nhé. Đấy. Lưới là chất liệu lưới ethylene. Xô chống xô không mà dùng 125 thoải mái, chống xô. Đây là sắt nhá. Hàng này hàng sắt luôn. Sắt này thì đánh cứng luôn, cực kỳ cứng không mà hỏng. Đấy, được chưa? Đấy. Cái đều các cửa hơm của nó. Này, có hơm anh em xem hơm của nó này. Hơm đi vào này nhá. Đấy, chuyên bắt tôm cua lươn trạch. Đấy, dành cho anh em là đánh cái loại tôm lươn trạch bé. Đấy. Đây. Đây là cái túi nó buộc lại đằng sau cùng này, đuôi này. Nhá. Đấy. Đây nó như vậy là căng, cực kỳ căng. Đấy. Cái lồng này lồng mili nhá, giới thiệu cho anh em là lồng mili. Hay gọi ở chỗ em hay gọi là lồng bánh trưng. Đấy. Thì em ship toàn quốc, giá là như cái 15 khung xấp xỉ 3,5 m thì và 120.000 một cái. Và 19 khung sấp xỉ 5,5 m là 130.000 một cái anh nhá. Ship toàn quốc là 30k anh em nhá. Đấy, thì anh em mua từ 2 cái trở lên thì sẽ được bao ship. Thì những anh em nào mua nhiều hoặc là mua xỉ thì cứ liên hệ. Đấy, tại cửa hàng nhá, số điện thoại trên video nhá. Cũng như anh em mua lẻ thì bình luận dưới phần bình luận đây, dưới video số điện thoại hoặc là cứ gọi trực tiếp vào số ở trên video nhé. Thì video này video số 88 giới thiệu cho anh em về lồng bắt quái, lồng mili hay gọi là lồng bánh trưng. Rồi, xin chào tất cả mọi người.